Cả nhà ơi, hôm nay thì mình sẽ lại vào bếp và làm món thạch kiểu hô chê ly. Nhưng mà lần này thì mình sẽ làm thạch kiểu hô chê ly màu vàng và màu cam nữa. Với lại vị nho xanh nữa. Và đây mình còn chuẩn bị một chai nước nho màu đen nữa. Thì hôm nay mình sẽ làm 4 vị màu cam. Cái này là vị màu vàng của vị dứa này. Còn cái này là màu cam của vị cam. Và đây là chai nước ép nho màu xanh. Và đây là một chai nước ép nho đen. Thì hôm nay mình sẽ làm 4 màu. Thì bây giờ xin mời cả nhà cùng vào bếp với mình nhá. Ngoài ra thì mình còn có chuẩn bị bột rau câu con cá dẻo này. Tại vì lần trước mình làm bằng cái bột rau câu của Hàn Quốc ấy. Thế nên là mọi người không biết được ấy. Na, nếu mà không mua được cái bột rau câu của Hàn Quốc thì mọi người thay bằng bột rau câu con cá dẻo như thế này nhá. Với lại đường này. Và một cái dây thắt. Mình sử dụng cái dây thắt này rất là tiện. Và một thứ không thể thiếu được đó chính là cái găng tay cao su nha mọi người. Găng tay cao su này thì mình đã rửa sạch sẽ rồi. Thì mình đã chuẩn bị cho nó nhanh ấy, nên là mình đã rửa từ trước rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào bếp để nấu thạch nha. Và quên, ngoài ra thì mọi người sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái bình như thế này. Và cái nắp của nó có cái bò như thế này nha mọi người. Mọi người ơi, vừa rồi thì mình quên không bấm máy quay. Thì ở đây mình đã đổ một cái lon Fanta vị cam, màu cam này này. Thì mình đã cho vào đây 30g đường. 30g đường, và bây giờ mình sẽ cho vào bột rau câu con cá dẻo vào nha mọi người. Thì cái bột rau câu con cá dẻo này thì 1 lít rưỡi, 2 lít là được nấu được 12g, là nấu được 1 lít rưỡi đến 2 lít nước. Thì vào đây mình sẽ cho vào khoảng 3-4g thôi, 3-4g cái bột rau câu con cá dẻo này thôi. Mình cũng không biết áng chừng làm sao nữa. Mình đun sôi 30 phút thì tắt đi nha mọi người. Sorry mọi người nha, mình vừa rồi mình nói nhầm. Mình chỉ cần đun tầm 30 giây thôi. Mình sẽ vắt cái bọt ra. Bây giờ thì mình sẽ để nguội 15 phút nha. Vì hôm nay là mình nấu rất là nhiều màu, thế nên là mình sẽ chuẩn bị thêm một cái nồi khác để mình nấu một cái loại màu khác nha. Thì ở đây mình có một chai nước này là vị dưa lưới nha mọi người, melon. Thì bây giờ mình sẽ cho vào đây và nấu màu xanh nha. Thì để cho nó có thêm màu nó đậm hơn một chút ấy, thì mình sẽ cho vào đây một ít nước màu dứa nha mọi người. Mình mua cái chai nước màu dứa này nè mọi người, Việt Nam mình chắc cũng có này. Đây. Mình sẽ cho thêm một chút nữa thôi nha. Cái này là có mùi dứa rất là thơm. Mình cũng sẽ cho vào đây 30g đường, khoảng 2 thìa đường. Lần này thì mình sẽ sử dụng cái bột rau câu của Hàn Quốc nha mọi người. Bột côn giác. Cái gói này là 10g thì mình sẽ cho khoảng 3g thôi. 3g bột côn giác. Rồi sau đó bây giờ thì mình sẽ đun cái hỗn hợp này lên nha. 15 phút trôi qua thì cái nước hỗn hợp nho của mình, hỗn hợp thạch cam của mình đã nguội rồi. Thì bây giờ mình sẽ đổ vào cái bình nha, cái cốc như thế này để đổ cho nó dễ. Thì găng tay cao su mình đã rửa sạch và chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Và thì mình sẽ bắt đầu làm thạch kiểu hô trên ly vị cam nha mọi người. Đấy. Ở Việt Nam mọi người không mua được cái này thì mọi người có thể thay thế bằng nệt nhá. Thì mình sử dụng cái dây thắt này nó tiện hơn là dùng nệt. Thì mình sẽ đặt cái vòi của cái bình vào đây.
và một tay mình bóp chặt cái đầu của nó. Đã xong một quả thạch đỗ trên đi bị tan nó cũng đã hoàn thành rồi. Cái hỗn hợp thạch của mình vừa rồi nó đã bị đông lại mọi người, nên mình phải cho vào đun lại để cho nó chảy ra. Thế nên là bạn nào mà trong quá trình làm nên thạch nó bị đông hết thì mọi người có thể đun lại như vậy và lại làm lại nhá. Thì mình phải làm lúc thạch nó ấm thì mới cho vào thì mới dễ được, chứ nó đông quá, nó đông lại rồi thì mình không thể cho vào. Bây giờ mình làm tiếp tục làm. Vậy là mình đã làm được 5 quả thạch kiểu hô chia ly màu cam rồi mọi người. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục làm những màu khác nha. Bây giờ thì mình sẽ làm đến thạch màu xanh nha cả nhà. Thì cũng giống như cái màu cam thôi. Xanh này thì nó cũng không được xanh lắm mọi người ạ, tại vì mình không cho nhiều cái nước màu sữa vào. Và cuối cùng bây giờ thì mình sẽ làm lớp thạch nho kiểu hô chia ly như mọi người. Đây là thạch nho đen. Chắc sắp tới mình sẽ phải đầu tư một cái xi lanh to để mình làm thạch kiểu hô chia ly cho nó dễ. Mình thấy các youtuber người Hàn người ta làm bằng cái xi lanh to ấy, cho vào rất là dễ luôn. Đây là quả thứ hai của mình. Rất là đẹp phải không mọi người? Cái này bây giờ giống hệt thạch kiểu hô chia ly mọi người. Giống hệt thạch kiểu hô chia ly thật sự luôn.
Thì đây là thành quả ngày hôm nay của mình, thạch kiểu hô chê ly, vị nho đen này, vị nước cam này, và đây là vị melon. Thì bây giờ mình sẽ cắt những cái phần thừa, cao su thừa này ra nha mọi người. Mọi người ơi, vậy thì là mình đã hoàn thành cái món thạch kiểu chili màu sắc có 3 màu, màu cam, màu tím và màu xanh. Màu cam này thì là vị cam này, màu xanh này là vị dưa lưới, và màu tím này thì là vị nho đen nha cả nhà. Thôi hôm nay mình xin kết thúc vậy đây nha. Sau khi mà hoàn thành xong thì mình sẽ bỏ nó vào tủ lạnh và để ngăn mát tầm khoảng 2-3 tiếng và có thể lôi ra ăn được rồi. Thì mình xin kết thúc video làm thạch kiểu hô chuyên liên của mình ngày hôm nay tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu thấy thích hay bấm một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Ăn nha. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử cái thạch kiểu hô chuyên liên mình tự làm nha cả nhà ơi. Thì mình đã để nó trong tủ lạnh 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Mình sẽ ăn 3 màu xanh, cam với tím. Mời cả nhà cùng ăn với mình nhá. Cái thạch màu xanh này thơm mùi dứa rất là thơm luôn mọi người ạ. Viên màu cam này thì nó lỏng lỏng, ăn cảm giác giống hệt như là thạch kiểu chili luôn mọi người. Nói chung ba cái màu này hôm nay mình làm màu nào cũng ngon hết, màu nào cũng ngon cả nhà. Mọi người hãy thử làm và ăn thử nhá. Thôi video ngày hôm nay mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu thấy thích hãy bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.